Trái đất quay ngược trở lại kỷ băng hà, con người đi đến bờ vực diệt vong. Cả nguồn sông bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một chiếc tàu hỏa. Với khả năng tự cung tự cấp, con tàu chạy vô hạn này chính là nơi sinh sống cuối cùng của nhân loại. Nhưng dù là ở đâu, thì giữa con người luôn luôn có sự phân biệt giàu nghèo. Và tàu thì cũng không phải là ngoại lệ. Trong khi đầu tàu được ăn sushi, nghe There's no one at all, tắm hồ bơi, thì cuối tàu phải sống trong một chỗ ở ọp ẹp, miếng ăn giành giật qua ngày, mà trông thì không đạt chuẩn global gap cho lắm. Cũng được nghe nhạc nhưng lại là gan xin, cũng được tắm nhưng có khi là trong chính đống chất mà họ vừa thải ra. Và rồi ngày đó cũng đã tới, những người đuôi tàu quyết định đứng lên vì họ cũng muốn được ăn sushi, hoặc ít nhất là được tắm một lần cho người đỡ bần. Và đó chính là những gì đã diễn ra trong Snowpiercer. Điều gì đã tạo nên tình cảnh khốn cùng này cho nhân loại? Tua ngược thời gian lại một chút, khi mà nóng lên toàn cầu đang ngày một nghiêm trọng và loài người đã quyết định sẽ tự mình làm mát bầu khí quyển. Nhưng con người thì không hoàn hảo, họ chỉ thích hoàn tiền nên sứ mệnh này đã có sai sót. Chất làm mát đã biến trái đất thành Sapa theo lời mấy ông bà Sydney du lịch, và nhân loại đi đến bờ vực diệt vong. Chỉ một ít người còn lại sống sót nhờ vào một con tàu của một ông già tên là Wilford. Ông lão thích chơi tàu nhanh nên ông đã chế ra được một con tàu có thể chạy vô hạn mà không cần ai vặn van hộ. 17 năm sau, một đám lính từ đầu tàu đến đuôi tàu để thị uy. Anh chàng đứng mãi mà không chịu ngồi này là Curtis, không phải vì anh bị thoát vị đĩa đệm, mà anh đang nhen nhóm ý tưởng chống đối toa đầu. Anh đếm số lính canh ở những toa trước mặt để chuẩn bị cho một kế hoạch sắp tới. Đám lính đến đây lần này là để tìm kiếm một người biết chơi violin, làm trò tiêu khiển cho bọn toa trước. Một ông lão sung phong với mong muốn cùng người vợ của mình lên toa trước đổi đời. Nhưng toa trước chỉ cần một người, nên tên lính đánh người vợ và dẫn người chồng đi. Chứng kiến sự ngược đãi của bọn toa trước khiến mọi người vô cùng nóng máu, nhưng bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp. Sau khi lũ lính rời đi, Curtis đi tìm cậu bé Timmy để tranh miếng thạch đen của cậu. Sao chú lại tranh đồ ăn của một đứa trẻ con? Chú đói đến thế ư? Cái này là để phục vụ cách mạng. Cách mạng mà một miếng thạch sao? Thế mày có đưa không? Dạ vâng. Chú prefer dạ vâng ạ. Curtis cần miếng thạch này vì bên trong nó chứa một mảnh giấy do người đưa tin của anh ở toa trước gửi về. Trong đó có ghi tên một anh trai Hàn Quốc, chính là chuyên gia an ninh của con tàu. Và lúc này thì anh ta đang ở toa tù giam. Chỉ cần giải thoát được anh ta, việc tiến lên toa đầu sẽ vô cùng dễ dàng. Vấn đề ở đây là phải đến được toa tù giam trước. Curtis cứ thế đem theo cái kế hoạch đã được kế thừa từ bao năm. Về cái giường kế bên hố xí của mình, anh cùng người bạn Edgar tâm sự về một tương lai tươi đẹp phía trước. Thứ duy nhất ngăn được dòng tư tưởng của hai con đĩ tham vọng này là một đám lính canh đến đây để kiểm tra. Bọn chúng muốn mang những đứa trẻ lên toa trước. Bà áo vàng nhìn giống chỉ huy này bắt đầu đo đạc lũ trẻ. Họ muốn ươm mầm trẻ con, vươn tới tương lai sao? Tôi không nghĩ vậy, và bà chị da đen này cũng thế. Không chắc là da chị đen hay do chị lấm lem bùn đất, nhưng chắc chắn chị không muốn con mình đi đâu hết. Chị áo vàng tiến lên. Khả năng quang học của chị là 10/10. Đứa bé con chị da đen cố chạy trốn, nhưng tư bản thì không buông tha ai dễ dàng như vậy. Và cậu bị mang đi. Ông đầu xoăn bố đứa bé liền manh động. Anh ném dép vào đầu chị áo vàng. Chị chảy máu nhưng chị quay đi, vì chị là người rộng lượng, nhưng mấy thằng đệ của chị thì không. Anh đầu xoăn bị mang lên để trừng phạt. Lũ lính bắt anh thò tay ra ngoài cho tay ngắm trăng. Ôi, trăng đẹp quá. Cánh tay sẽ nói vậy nếu nó là mồm. Mọi thứ dường như chưa đi đến hồi kết khi một bà cô mặc áo lông thú xuất hiện. Bà giải thích về trật tự xã hội trên con tàu. Truyền cảm quá, hào hùng quá. Nhưng bà có thể hỏi xem có ai quan tâm trước khi làm chuyện gì đó không? Đương nhiên là không. Bà cô dừng lại và cánh tay anh đầu xoan trở lại sau chuyến đi thăm Colgate Macfresh. Tên lính nhấc cái búa lên, giáng một đòn vào cánh tay đã đông lạnh. Tiếng thét của anh đầu xoan vang khắp toa tàu. Mọi việc đã đi quá giới hạn. Một ông lão đứng lên, có vẻ là người đứng đầu ở đây nên bọn lính cũng không dám làm gì ông. Ông muốn gặp Wilford, chắc là cũng muốn ăn sushi, nhưng nói là việc của mồm, còn hành động là việc của Curtis. Anh cùng những người bạn của mình chuẩn bị đồ đạc để sẵn sàng cho cuộc nổi loạn. Và cái gì đây? Chất kích thích à? Chắc hẳn là một thứ quan trọng cho cuộc cách mạng. Bạn biết cái gì khác quan trọng hơn không? Chính là vượt qua đám lính. Và điều này bây giờ cũng không còn quá khó khăn khi Curtis đã biết súng của bọn lính canh chỉ là đồ chơi, do chúng đã dùng hết đạn trong vụ nổi loạn 4 năm trước. Anh liều mình lao lên, tự đưa súng lên đầu và bóp cò. Không hề có đạn. Thế là những người khốn cổ vùng lên. Họ dùng những chiếc thùng sắt để ngăn cửa tàu đóng lại, hạ gục hết đám lính, coi như đã xong bước 1. Họ đến toa tù giam để tìm anh trai Hàn Quốc. Anh trai này bị nghiện, không ngạc nhiên cho lắm. Anh trai này không biết tiếng Anh, tôi vẫn không ngạc nhiên. Curtis đưa ra một dao kèo cho anh, và mỗi cánh cửa mở ra, anh sẽ được một viên mai thúy đá. Một viên thì thoải mái, nhưng anh trai Hàn Quốc này có một cô con gái, và con nhà Tông không giống lông thì cũng giống nghiện. Tuyệt vời, giờ ta phải tốn 2 viên á. Đúng, anh phải tốn 2 viên cho mỗi cánh cửa. Nhưng không sao, vì họ thực sự đã mở được chúng. Toa đầu tiên không một bóng người. Á,
My eyes. Thế giới sau bao năm vẫn thế, chỉ toàn băng và băng nhưng không ai họ Phạm. Đoàn người tiếp tục tiến toa tiếp theo, họ gặp anh đầu bếp, một người quen cũ ở đuôi tàu. Anh cho ra một mẻ thạch đen mới, trông thật ngon, với công thức chế biến 10 trên 10 ẩm thực. Mình ăn tiểu cường bao lâu nay sao? Mọi người ùa vào ăn lấy ăn để, có khi nào nó ngon thật không? Tôi cũng không chắc. Nhưng một mảnh tin rơi ra, trong đó có ghi nước. Nước sao? Đúng rồi, chúng ta chiếm lấy nguồn nước của con tàu. Nhưng thằng cha này có thể nhanh tay hơn được không? Không nhanh được hả? Thôi vậy, Curtis qua hỏi chuyện cô con gái của anh ra Hàn Quốc. Anh biết được cô bé có thiên lý nhãn, chắc là do chơi đồ nhiều. Cô bé cố nhìn về phía sau cánh cửa, có điều gì đó nguy hiểm phía sau. Cô bảo bố cô đừng mở. Oops, mở rồi. Một đám người bịt mặt tay cầm rìu đứng chờ sẵn. Toa này là phim trường tuyệt đỉnh Kung Fu 2 à? Chắc là không rồi. Hai bên lao vào choảng nhau. Nhưng đúng lúc đó đoàn tàu đi qua một cây cầu. Nếu bạn không biết thì đó chính là cột mốc để tính năm mới. Năm mới đến rồi, dừng lại một giây thôi. Happy New Year. Ok thế thôi, đánh nhau tiếp. Nhưng Nam không thích đánh nhau. Anh và con gái nhìn ra cửa sổ có vẻ đón chờ điều gì đó. Đúng lúc đó, con mẹ áo lông lại đến, đe dọa sẽ giết đoàn người của Curtis. Và rõ ràng là ả không biết đùa. Đám người bịt mặt đeo kính hồng ngoại vào, không phải là để trang trí, vì con tàu sắp sửa đi qua một đoạn đường hầm. Đến lúc này Curtis mới biết sợ. Giờ phải chạy đi đâu cho hết nắng? Đám người bịt mặt cứ thế tàn sát nhóm Curtis, hy vọng được nhen nhóm lên ở đuôi tàu. Khi một cậu bé có một que diêm lấy được ở chỗ anh trai Hàn Quốc lúc trước, cậu đưa ngọn đuốc cho anh đầu xoăn cụt tay, mang lửa ra tiền tuyến. Những người đuôi tàu lấy lại được lợi thế. Curtis lao lên bắt cô áo lông lại, và cái giá phải trả là cái chết của người anh em Edgar. Ánh sáng lóe lên và đuôi tàu tạm thời chiến thắng. Họ chiếm được toa cấp nước và giờ họ chỉ cần cố thủ ở đây, coi như nắm chắc phần thắng. Nhưng con mẹ áo lông lại tiết lộ rằng nước từ đầu tàu đưa ra sau. Cả lũ tin thật. Thế là Curtis dẫn một nhóm nhỏ lên đường đến toa đầu. Họ đi qua toa nông nghiệp, không khí ở đây thật tuyệt vời. Họ đến toa tủy cung, cuối cùng họ cũng được ăn sushi. Và phim đến đây là kết thúc. Nhưng video vẫn chưa đủ dài để bật kiếm tiền. Họ ăn sushi ngấu nghiến, nhưng anh trai Hàn Quốc vẫn nhìn xa xăm ra bên ngoài. Anh đang ấp ủ ý định gì đó trong mình. Họ đến toa tiếp theo là nơi chứa thịt, trông ngon quá, chắc lát nữa tôi sẽ mua một con vịt quay. Và họ đến toa trường học, những đứa bé ngoan ngoãn, được dạy bởi những người hư hỏng. Chúng nhồi sọ bọn trẻ về việc ông già Winford là đức chúa trời và thêu dệt những chuyện bậy bạ về những người đuôi tàu. Anh trai Hàn Quốc không quan tâm lắm, anh vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài về phía những người năm xưa từng cố gắng chạy trốn khỏi con tàu. Ra là thế, thì ra anh cũng muốn đi ra ngoài, nhưng có đóng băng hay không anh vẫn không chắc. Đúng lúc đó, một anh trai đầu trọc mang quà năm mới đến cho những đứa trẻ. Và những người đuôi tàu cũng có phần. Trứng này gọi là trứng phục sinh, vì nó đi kèm phụ kiện hỗ trợ đầu thai. Quyền sinh sát lại thuộc về lũ đầu tàu. Ngay cả bà cô đang dạy lũ trẻ cũng rút súng ra, bởi vì tận thế cũng đâu có ngăn được xả súng trường học đúng không ạ. Bà ta bắn chết anh đầu xoăn trước khi ăn con dao vào cuống họng. Ông lão thủ lĩnh đuôi tàu cũng bị xử tử. Curtis quá tức giận, anh giết bà cô áo lông và tự mình đi tiếp. Tất nhiên rồi, con tàu thẳng tuột thì cần hướng dẫn viên làm gì. Anh gặp lại bọn lính ở phòng sông hơi. Một trận chiến nổ ra, chị gái da đen dính đạn. Anh trai xăm trổ lên cơn đau tim vì tim bị dao đâm vào. Nhưng Curtis và anh trai Hàn Quốc hạ gục được tên lính. Chị da đen trước khi chết muốn nhờ Curtis tìm con hộ. Curtis hứa giúp chị, rồi cứ thế băng băng đến toa cuối cùng. Nhưng anh không mở được. Anh bực bội, anh ngồi tâm sự cùng anh trai Hàn Quốc về cuộc sống khổ cực ở toa sau thế nào khi đã có giai đoạn họ phải ăn thịt lẫn nhau để sống. Curtis là một trong số đó. Anh đã giết một bà mẹ để có thể ăn thịt con bà ta, nhưng ông lão đứng đầu đã cản anh lại và hy sinh cánh tay để cứu đứa bé. Đứa bé đó chính là người anh em Edgar. Anh trai Hàn Quốc cũng có câu chuyện của riêng mình. Anh không chỉ nhìn ra ngoài ngắm cảnh cho vui, mà năm nào anh cũng nhìn cùng một chỗ. Và anh biết băng đang dần tan đi. Anh muốn ra ngoài và đống chất kích thích này sẽ giúp anh làm điều đó. Nó sẽ giúp anh tự do. Curtis nghĩ, mà thằng anh ngáo đồ à, nên không đưa que diêm cho anh. Bỗng con mẹ thước đo đầu phim bước ra, bắn anh Hàn Quốc, tịch thu số chất kích thích và mời Curtis vào trong để ăn tối cùng Winford. Winford nói toàn bộ đều là kế hoạch của ông ta và ông lão đuôi tàu, với mục đích đưa con tàu về trạng thái cân bằng. Nhưng trận chiến ở trên cầu đã bị đảo chiều và tổn thất ở toa trước là quá nhiều, nên ông lão kia đã phải trả giá. Curtis lòng dạ dối như tơ vò, còn dối hơn nữa khi Winford sẽ giao quyền điều khiển con tàu cho anh. Và người đã luôn tuồn những mảnh giấy cho anh chính là ông ta. Curtis mông lung lắm. Bên trong là lớp triết học thì bên ngoài lại là lớp thể dục. Khi anh trai Hàn Quốc đang phải chống trả lại một đám người, anh giục con gái hãy mở cánh cửa ra. Nhưng cô lại mở nhầm cửa toa trước. Con mẹ thước dây bước ra thì bị đánh gục. Anh trai Hàn Quốc bảo con gái hãy kích nổ nhanh lên. Cô bé chạy vào xin Curtis que diêm, nhưng Curtis đẩy cô ra. Anh định buông xuôi theo lời Winford. Vô tình cô bé cảm nhận được ai đó bên dưới và đang cặm cụi làm việc dưới lớp gạch men. Chính là cu con của chị da đen. Cậu phải làm cu li ở đây vì chỗ đó chỉ vừa cho một đứa trẻ. Quá phẫn nộ,
Curtis đấm Winford, đưa que diêm cho cô bé và hy sinh cánh tay của mình để cứu Timmy ra. Quả bom sắp được kích nổ. Anh ra Hàn Quốc cố đóng cánh cửa nhưng không được. Anh và Curtis bèn hy sinh để che chắn cho hai đứa trẻ. Một vụ nổ lớn xảy ra, kéo theo một trận lở tuyết khiến đoàn tàu lệch bánh và rơi xuống. Hai đứa trẻ đã sống sót, chúng bước ra ngoài. Đây là lần đầu tiên chúng biết thế nào là thế giới bên ngoài. Và điều quan trọng hơn, hai đứa không bị đóng băng. Hai đứa nhìn lên và thấy một chú gấu trắng. Trái đất vẫn còn sự sống. Chúng vẫn còn hy vọng, nhưng chắc là không còn quá nhiều hy vọng dựa theo tình cảnh của chúng ta hiện tại. Và con gấu trắng nữa, nó mà tát mỗi đứa một phát thì... thôi, nhưng after credit đây rồi. Và thế là phim đã hết. Nếu bạn muốn biết thêm về hai đứa trẻ và một đoàn tàu, thì có lẽ là các bạn nên hỏi Thạch Lam. Tôi là Châu Huệ Linh. Đừng quên đăng ký The Reviewer, vui vẻ, người chơi đồ và người chơi điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại. See ya!